Sau trận hòa đáng tiếc trước Nam Định ngay trên sân nhà, Bình Định hạ quyết tâm giành chiến thắng trước câu lạc bộ Hải Phòng để cạnh tranh ngôi nhị bản. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube tin bóng đá dưới đây là nhận định bóng đá, dự đoán kết quả trận đấu giữa Bình Định và Hải Phòng trong khuôn khổ vòng 10 V-League 2023. Trận đấu này diễn ra lúc 18 giờ ngày 30 tháng 5 trên sân vận động Quy Nhơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Sau khi V-League trở lại hậu SEA Games 2023, câu lạc bộ Bình Định thi đấu không tốt. Mới đây tại vòng 9, Thầy trò huấn luyện viên Đức thắng phải chia điểm đáng tiếc trước Nam Định, dù đội bóng đất võ có lợi thế sân nhà. Thực tế ở trận đó, xét về nhân sự, Bình Định có lực lượng nhỉnh hơn so với Nam Định. Tuy nhiên, đội chủ nhà lại thi đấu lép vế trước một đội khách chơi bùng nổ tại hiệp 1, thậm chí, đội bóng Thành Nam còn khiến Bình Định phải chịu bàn thua sớm. Phải đến khoảng thời gian 20 phút cuối cùng của trận, Bình Định mới giành lại một điểm nhờ pha lập công của Rafael trải qua chín vòng đấu, đoàn quân huấn luyện viên Nguyễn Đức Đức Thắng đang đứng ở vị trí thứ tư, nhưng cũng không quá xa về khoảng cách điểm số so với top 3 đội dẫn đầu. Vì vậy, cuộc chạm trán trước Hải Phòng sẽ là điều kiện quan trọng để thầy trò ông Nguyễn Đức Thắng nuôi hy vọng lọt vào top 3. Nếu giành chiến thắng, Bình Định còn có thể chính thức cạnh tranh vị trí nhì bản với Hà Nội hay Công an Hà Nội. Phía bên kia chiến tuyến, Hải Phòng giành chiến thắng tối thiểu 2, một trước Khánh Hòa tại vòng 8 vừa qua. Kết quả này giúp đội bóng đất cảng cắt đứt chuỗi 6 trận không biết mùi chiến thắng, gồm 4 trận hòa và hai thất bại. Ngoài ra, Hải Phòng cũng tạm thời vươn lên vị trí thứ bảy, kém Hà Tĩnh 2 điểm. Dù vậy, thầy trò chú Đình Nghiêm hoàn toàn có nguy cơ mất vị trí nằm trong top 8. Mục tiêu của họ khi bắt đầu mùa giải, việc phải làm khách trên sân của Bình Định càng khiến cho nguy cơ ấy trở thành hiện thực, nhất là khi đội bóng đất võ khát khao có được thắng lợi để sẵn sàng giành lấy vị trí nhì bảng từ các đối thủ cạnh tranh. Năm trận gần nhất thi đấu xa sân Lạch Tray, Hải Phòng không thắng cụ thể là hòa 3, thua 2, vậy nên, việc thầy trò Chu Đình Nghiêm chịu thất bại tại sân Quy Nhơn của Bình Định cũng là điều có thể dự báo trước. Ở vòng đấu gần đây, Hải Phòng có 90 phút ấn tượng khi đánh bại Khánh Hòa với tỷ số 2-1 ở trận đấu sân nhà. Với trận thắng kể trên, đội bóng thành phố Hoa Phượng Đỏ đã chấm dứt 7 trận liên tiếp không biết mùi thắng lợi tại mọi đấu trường tham dự. Quay lại với vòng 10 giai đoạn 1, Hải Phòng có chuyến hành quân tới sân của Bình Định và nhiều khả năng họ sẽ trở lại với chuỗi ngày không biết mùi thắng lợi. Nên nhớ, đội chủ nhà Bình Định là đối thủ không dễ bắt nạt khi sở hữu đội hình chất lượng với nhiều ngôi sao đang và đã thi đấu cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Lúc này, đội bóng đất Võ Bình Định cũng duy trì được sự ổn định về phong độ khi bất bại 3 trong số 4 lượt trận vừa qua tại V-League. Với những gì đang thể hiện, nhiều khả năng trận đấu giữa Bình Định và Hải Phòng sẽ khép lại với kịch bản chia điểm. Theo các nhà cái, Bình Định thua kèo cả hai lượt trận mới đây chạm mặt Hải Phòng. Tính những trận đấu có áp tỷ lệ, Bình Định thua kèo cả hai trận đấu vừa qua. Cũng theo thống kê hai trong số 3 trận đối đầu mới đây giữa Bình Định và Hải Phòng có không quá hai bàn một trận và bốn trong sáu trận đấu gần nhất của Bình Định và bốn trong sáu trận đấu vừa qua của Hải Phòng cũng có không quá hai bàn một trận từ những phân tích trên tin bóng đá dự đoán bình định sẽ có chiến thắng đậm trước hải phòng theo bạn giữa bình định và hải phòng đội bóng nào sẽ giành chiến thắng hãy chia sẻ ý kiến nhận định dưới video này nhé đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ tin bóng đá